Tiếp theo đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng trở lại năm 2002 tại giải Trung Quốc Đoàn Thể Tái để cùng thưởng thức một kiệt tác tượng kỳ vô cùng mãn nhãn, cuộc đại chiến giữa Đông Phương Điện Não Liễu Đại Hoa và lão nông Trình Tấn Siêu. Với công phu tính toán thượng thừa thần cờ, Đông Phương Điện Não Liễu Đại Hoa có thể chiến thắng được lão nông Trình Tấn Siêu hay không, hay lại chết lịm dưới những đường đao ma mị của lão nông này? Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức.